với danh chung đó là điều quý nhất danh chung vô cùng cảm động. Và không biết gì hơn, danh chung xin thành thật cảm ơn tất cả và quý khán giả kính mến. Danh chung chỉ còn có nụ cười mừng quá thôi. Quý vị, đây là nghệ sĩ Văn Trung, một trong những khuôn mặt mà có thể nói cộng đồng người Việt chúng ta phải mang ơn nghệ sĩ Văn Trung. Không phải riêng Bảo Quốc Khâm mà Bảo nghĩ tất cả các anh em nghệ sĩ, tất cả những bạn bè thân hữu và gia đình của anh Bảy đều rất vui, rất mừng. Khi cứ tiếp tục 89, rồi 90, 91, 92 tiếp tục như thế và anh em nghệ sĩ chúng tôi đều có mặt để cùng nhau vui mừng với cái ngày sinh nhật của anh. Và đặc biệt là một người nghệ sĩ lão thành, bây giờ có mặt những người nghệ sĩ lão thành như anh Bảy, Văn Trung đó, thì Bảo Quốc nghĩ rằng thế hệ nối tiếp nó sẽ noi gương và nó sẽ tiếp tục con đường để giúp cho cải lương phục hồi trở lại thời hoàng kim của nó. Tại vì bác Bảy rất là lớn tuổi, mình còn làm được gì cho bác Bảy thì mình phải làm. Chứ để cái gì nó đến rồi cái bác Bảy nghĩ là còn có 20 năm sinh nhật nữa thôi. Giang Trung chỉ còn có nụ cười mừng quá thôi. Quý vị, đây là nghệ sĩ Văn Trung, một trong những khuôn mặt mà có thể nói cộng đồng người Việt chúng ta phải mang ơn nghệ sĩ Văn Trung.